là nhật cao nha mọi người. No more Albion. Còn đây là dâu Mỹ tù siêu trái. Đây là dâu niêu nha. Cây rất là to, rất là khỏe, nhiều rễ luôn. Còn đây là dâu hèn. Đây là dâu Pháp. Bên mình hiện đang có đủ rất là nhiều loại dâu nha. Cây rất là tốt.